À, trước màn hình của quý vị đây là một con máy đăng ký Mitsubishi này, 20 vựa chạy đứt dần nhé. Con này hiện tại thì máy đang báo lỗi là nhiệt độ dầu cao ấy chị. Đấy, đây màn hình điều khiển của nó đây. Thì trước khi mà tôi chưa reset thì cái đèn vị trí số 4 này, thì là đèn này nó sáng, nó báo lỗi là nhiệt độ khí xả ra bị cao nhé. Nguyên nhân nó báo lỗi nhiệt độ dầu cao, khí xả ra cao bởi vì là nó có nguyên nhân anh chị. Đây, quý chị nhìn thấy không? Máy này là tôi đang để nguyên bản nhá, tôi chưa động chạm gì, tôi chưa thay lọc tách dầu gì. Quý chị nhìn thấy này, cái kính thăm dầu này, cái nút thăm dầu này, đấy, không còn thấy dầu nào luôn, ở trạng thái tĩnh nhá. Đấy, con này khi mà chạy á, thì mức dầu chuẩn là nó sẽ ở trong khoảng hai vạch đỏ này là chuẩn nhất. Đấy, chứ không phải dừng máy nha anh chị nhá. Nguyên nhân để nó bị hết dầu như này là do cái lõi lọc tách bên trong này. Đấy, đến định kỳ phải thay mà khách chưa thay thì nó hao dầu anh chị. Đấy. Bên cạnh đây là một con Hitachi nữa, lúc nữa tôi cũng sẽ bảo dưỡng con này. Con này khi phải báo lỗi là nhiệt độ dầu cao. Có khách hàng của tôi ở bên nào anh chị? Đây, trên thông số của nó. Đấy, nhiệt độ dầu 87 luôn. Bây giờ các bạn thì tôi đang có mặt tại Viên Săn nào anh chị? Vẫn năm tôi chuyên về máy đăng ký và đây là cái xưởng sản xuất ống kẽm của khách hàng. Đấy, các bạn khá là hoành tráng luôn. Nếu quý vị quan tâm thì các bạn liên hệ với tôi. Và số điện thoại sẽ trên màn hình là 0982552 và nhiệt độ dầu 87 độ. Các bạn nhìn thấy trên kính nó rất là bẩn. Hôm nay các bạn đến thời điểm này bảo dưỡng khá bẩn luôn, rất bẩn luôn.